Thôi con, thôi con, thôi con, thôi con, đấy, bà khóc. Bình thấy bà khóc như vậy, Bình rất là thương. Sắc của nhật tay. Sắc của nè. Với một gói to này thì thôi. Ăn đúng mình cái cụ ăn ít thì phải ăn nhiều năm. Em gửi tiền nhé. Đấy, tất cả đồ đây thì Bình mua hết là 300.000. Bây giờ Bình với lại bạn của Bình sẽ đi vào trong bản để đi than một bà cụ. Sắc quan này tay, sắc quan. Sắc quan. Sắc quan. Bình thấy bà khóc như vậy, Bình rất là thương. Sắc của nhật tay. Sắc của nè.
Bình với lại anh Phong ra đây thì một đoạn đường rất là xa. Bây giờ tôi hết mồ hôi, trời rất là nóng ở trong cái khu vực này thì rất là nóng. Mà bà thì cũng già rồi, ở một mình trong một ngôi nhà như vậy, bà rất là buồn. Thấy Bình với lại bạn của Bình ra đây thì bà khóc, bà rất là buồn khi bà ở một mình ở trên chân núi ạ. Bà nói là cái cuộc sống của bà thì rất là khó khăn. Đây cũng không có cái gì cả, có một ít mì chính, một ít muối ở đây thôi, một chút gạo ở đây, một ít gạo ở đây. À, nhất tại có ai mình cả đây là họ rất là chính với đây là họ nó là nhớ họ là. Đấy, bà đi lấy nước về đây, đây là cái chỗ để nước. À, một cái thùng để nước bà cũng không có. Đấy, bà thì có cái cuộc sống như này thì ông thì cũng mất rồi, và các con gái thì cũng đi lấy chồng hết, và các con trai với bà thì cũng không hợp á, nên là không ở với nhau được, nên là bà ở một mình như vậy. Thì hôm nay thì anh Phong với Bình ra đây thì thấy bà khóc như này thì bà rất đáng thương. Mến chào quý các bác anh chị, mạnh thường quân, quý khán giả đã quay trở lại với số tiếp theo của Bình Hà Giang. Và hôm nay là ngày chủ nhật thì cháu Bình đi vào xã Quẩn Lâm, huyện Bảo Lâm, thành phố Cao Bằng, đi thăm một bà sống một mình ở trong một ngôi nhà. Thì bà có cái hoàn cảnh rất là khó khăn, vì vậy thì Bình và bạn của Bình đi vào đây thì thật ra là cái cảm xúc mà Bình thấy bà khóc là Bình rất là buồn. Bây giờ rất là nóng, Bình toát hết mồ hôi. Thì bây giờ thì bạn của Bình đang ở cùng với bà ở trong nhà ấy. Như là cô chú bác cũng nghe thấy bà khóc, cái tiếng khóc rất là đáng thương. Bình cũng rất là buồn, cũng không biết nói thế nào nữa. Thì Bình cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú bác đã quan tâm và theo dõi những cái video của Bình. Bình xin trân trọng cảm ơn tất cả cô chú bác cùng anh chị. Bây giờ thì Bình sẽ đi vào trong nhà để cô chú bác có thể hình dung được cái cuộc sống cũng như là ngôi nhà của bà như thế nào. Cháu Bình xin cảm ơn ạ. Đây là bà nhé. Các cháu có khóa à? Xin chào, cảm ơn cháu xong à. Chào rồi. Bà thì năm nay có 70 tuổi. Ô lì, cháu có chỉ nào có cháu tốt nhỏ? Nó chỉ phúc gần nữa nhớ là. Có thể nhớ cái này nữa. Thì bà thì giờ bông không gió là giờ bông là trời giống như này có chồng rồi. Ông thì mất được sắp có 20 năm rồi, và hiện tại thì bà sống một mình. Anh ấy tuổi thì tao chờ chồng à, có tuổi tí nè hai con à, con nhớ ý lệnh thì nhớ tao chờ chồng à. Cô nhớ là như cục lót chồng rồi, lót chồng tao chồng này rồi, cọp lót lót chồng cọp lót. Bà thì rất là già nhưng bà sống một mình được 4 năm. Bà tự sống một mình trong ngôi nhà này được 4 năm rồi. Thì ngày trước thì bà bị ốm ấy, thì con dâu và các anh thì cũng không thương bà ấy, nên là bà mới ở riêng một mình như thế này. Thì cái cuộc sống của bà rất là khó khăn. Thì hai anh em Bình ra đây thì bà cũng khóc và cũng tâm sự như vậy. Thì Bình cũng không biết gì đâu, Bình cũng không biết gì là như thế nào, nhưng mà nghe bà nói như vậy thì đấy là sự thật như vậy. Thì bà rất là buồn á, bà rất là khóc, nên là Bình rất là thương. Và ra đây thì rất là nóng luôn cô chú bác ạ. Ở đây thì nóng, và lên đây thì đường xe máy thì không lên được, nên là hai anh em Bình phải đi bộ. Đấy, đi bộ và rất là nóng. Vào lê
cất chỉ mua mỏ là bà thì hết trên này thì không có ngô rồi cô chú bác anh chị ạ, ngô thì cũng hết. Và bà cũng có tâm sự với cháu Bình là bà thì ăn một ít gạo ở đây, bà rất là tiết kiệm á, đi ăn hết thì bà mới gọi là đi có một vúa là có thó thôi. Đã lò rồi. Bà thì ăn hết gạo ấy là bà sẽ lại đi vào con trai mang một ít lên ăn xong là bà mới lại đi mang này thôi. Thì cái hoàn cảnh của bà thì rất là hoàn cảnh, mà gạo thì cũng không có nhiều, có ít nên là ăn xong thì bà lại đi vào nhà con trai lấy một ít ra ăn thôi. Và cái hoàn cảnh như này thì Bình rất là đồng cảm với bà. Thì hôm nay Bình ra đây thì Bình cũng lấy phần quà của anh Văn Đạt ở dưới thành phố Bắc Ninh. Thì hiện tại thì cái quà thì Bình cũng để trong này rồi, trong cái ba lô này. Thì Bình sẽ trao cho bà. Và đây là những phần quà rất là ý nghĩa của các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân mà tin tưởng Bình nên là gửi tiền cho Bình. Thì Bình cũng mua hết ra đây rồi, và mua cả mì tôm nữa. Vì Bình thấy cái hoàn cảnh rất là khó khăn nên là Bình không cần phải là lên xem rồi mới đi mua quà, mà Bình mua quà từ trong nhà ra luôn để bà có cái gọi là một ít nhu yếu phẩm và một ít bánh kẹo để bà được ăn ạ. Đây. Bà mua được Bình mua được cũng khá nhiều quà cho bà ấy. Bây giờ thì Bình sẽ để đây để gọn cho tất cả cô chú bác anh chị của nhau biết là Bình mua những cái gì. Đấy, Bình mua là như thế này, hai gói đường và một gói bánh và 6 hộp sữa Fami. Và cái gói bánh này là bánh chocopie ấy, lại mì chính và bột canh, và đây là mì tôm, và đây là chai dầu ăn. Đây, đây tất cả phần quà Bình mua ra. Bò, bò. Ví dụ ít khó khăn là ta có ha. Chờ bò. Có nãy giờ cũng mới tổ ti lò nhé, bọn đã khu nỉ xa tòa. Ừ, xa nhé tôi đã cố ở bò. Có cũng muốn chỉ chân hình sò nhẹ nó cú pá mà chỉ cú bỏ có lò thì có thật sò nhẹ đấy chỉ cú là gà tôi đã có cú gà tôi đã có mà cú vô khi nó tạt bếp một xíu tạt bếp một xíu cú vô tao ấy cho tha đỡ rồi nó có mua đồ đeo hậu á cho nó có phải bao cho nên mua đồ đeo hậu chứ có cháu đây sò là có thể đồ hậu nữa. Thì Bình cũng nói với bà là anh Văn Đạt ở dưới thành phố Bắc Ninh á là phần quà trị giá 300.000 đồng ấy, thì Bình mua hết tất cả ở đây rồi. Và Bình cũng chỉ cho bà là cái gói đường là sẽ phải pha nước nóng uống. Còn những cái này thì bà cũng biết ăn rồi, biết dùng rồi. Đấy, đấy. Thật sự tí rồi, có thể tắm nào. Thì hai anh em mình ra đây thì trời rất là nóng. Quá nóng luôn cô chú bác ạ. Hôm nay lại rơi nữa. Mình sẽ lên cho bà uống cái sứa này. Cái sứa này thì... Bình với bạn của Bình mua ra nên là phải cho bà uống, dạy cho bà bóc á, sợ bà không biết bóc. Cái này bò, từ từ có mất hỏng cây mất chó này. Ừ. Mất chó này tới này có hỏng. Ừ. Đây là cá gì á? Ừ. Em nhá. Có hỏng tại ít không có thấy lúc hả? Ít không thấy lúc bữa. Đây là những cái ăn, đồ ăn thì Bình sẽ để đây. Còn những cái dầu ăn thì Bình sẽ để ra bên đấy. Ra bên nhà. Ừ, anh ấy chuyển thêm 1.000 hết tờ. Cái gói mì chính mà bột canh này 55.000 thôi. Cái gói này rất là to, đủ bà ăn cả 2-3 tháng rồi. Rất là to. Xe đồ ăn này để bà ăn. Xe là đủ ăn tất chỉ đủ ăn 1-2 tuần thôi, không đủ ăn nhiều. Rất là nóng luôn cô chú bác ạ. Mình phải cho cái túi này của mình ra đây nhá. Ôi trời ơi, cái video của cháu Bình bây giờ. Và hôm nay thì cháu Bình cũng đã ra đây và trao phần quà của anh Văn Đạt cho bà rồi. Và bà sống một mình ở ngôi nhà được quây bằng những cây tre, cây trúc như này thôi. Ở một ngôi nhà rất là đơn sơ
ở tích trên núi rồi. Và ở đây đi vào trong cái đường đất thì phải đi khoảng một cái số thì mới đến cái đường đất. Và từ cái đường đất đi về nhà Bình thì cũng rất là xa ấy. Thì hôm nay thì Bình ra đây thì Bình sẽ đi trao quà cho những cái hộ gia đình nghèo ở trên cái chỗ Bình ở huyện Mèo Vạc thì cũng có rất là nhiều gia đình khó khăn. Tuy nhiên nhưng mà ở dưới này thì cũng có những gia đình khó khăn, nên là mình sẽ chia sẻ cái tình yêu thương lan rộng ra để cho tất cả đồng bào trên vùng cao cùng nhau hưởng. Thì Bình cũng xin cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân và anh Văn Đạt đã dành cái tình yêu thương đến với người đồng bào vùng cao. Và em cũng xin chúc anh Văn Đạt có cái sức khỏe và thành công và hạnh phúc. Chúc gia đình anh luôn luôn mạnh khỏe. Em xin trân trọng cảm ơn anh. Đấy. Cái lưng của bà thì ngày trước bà ngã bị gãy luôn rồi. Cái lưng của bà bị gãy là bây giờ thì bị còng hết như này. Và bà thì cũng đi chân đất. Bên này cũng có một đôi dép nhưng mà kiểu như người già không đi quen hay sao á, không đi. Hay là sợ đi nhiều nó bị rách nhá, rất là tiết kiệm nên là bà không đi. Bà để ở đây. Và cũng không có cái gì, đây thì cũng có hai cái chăn để bà ngủ. Cái gối thì cũng ở đây, cũng rất là cũ rồi. Đấy, cái màn thì cũng phải được hơn chục năm rồi, rất là đen rồi. Trên gắt của bà thì cũng không có một hạt ngô nào cả. Một cái gì cũng không có. Và thức ăn thì lương thực thì cũng hết. Hôm nay thì cháu Bình ra đây thì cũng chỉ mua được một thùng mì Hảo Hảo là ăn thôi và dầu ăn. Còn những cái bánh kẹo bên này thì chỉ gọi là ăn ăn để như lúc bà đi làm về thì bà đỡ ăn thôi, chứ ăn thì không no mấy. Đấy, đây là cái khu vực bà ở nhá, không có một ngôi nhà nào cả. Bà một mình sống ở trong một mảnh đất rất là cao, ở tít trên núi à. Và ở trên này thì rất là nóng, cực kỳ nóng luôn cô chú bác anh chị, rất là nóng. Đây tất cả đây, đây quần áo của bà này, bà giặt bà phơi rất là cũ rồi, quần áo rất là cũ. Đấy, đây tất cả khu vực của bà ở, đây là ngôi nhà của bà đấy, đây là ngôi nhà của bà, ngôi nhà rất là bé nhỏ. Trên này thì cũng được lập bàn máy pillow rồi. Nhưng mà còn những cái quây ngôi nhà thì chỉ có những cái tre này để quây thôi. Cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như vậy, mình cũng rất là đồng cảm với bạn. Còn nó có ý dùng một chế lỡ. Ê mỗi giờ mù hoa lửa thế à? Ừ, nằm mỗi tôi thở bỏ lớp mới tôi bụi tỏ khứ là. Chờ có nhớ có chờ ư cứ tí tất cả một tí à xin giờ lo là chờ ư cho họ mù suối tù lão nó bảo vệ à tông chậu á. Mà có nhớ có bố nhớ tại ơ. Ừ mùa. Ừ mùa phở lòng. Chị Hà Liêu thì bà cũng nói là để anh em Bình ở đây bà nấu cơm ăn trưa xong đi, nhưng mà anh em Bình thì sắp về nên là không ăn. Đấy, sắp về nên là không ăn thì anh em Bình sẽ đi về rồi là sẽ phải đi trao quà. Đấy, bà đang ở đây nhá. Đấy, bà đang ngồi dưới đấy thì Bình và bạn Bình sẽ đi về. Thì cháu Bình rất là cảm ơn đến tất cả cô chú bác đã quan tâm và theo dõi cái video này của cháu Bình ạ. Đấy, và đây là bà nhé. Thì có nhớ cặp hả? Ừ, hả bà. Hả nhớ cặp. Một cái nhớ cặp nhé hả? Ừ, có một cặp nhé. Đấy nhá. Bye bà nhá. Cô chú bác ơi, bây giờ Bình với lại anh em Bình sẽ đi về nhà. Đây là bà. Nên con nhớ con nhé, tặng con nhớ con nhé, con nhớ con nhé, con nhớ con nào mót tiếc, mót nhớ nhớ cho chú vậy, con nào mót tiếc hả, con nào mót tiếc, con nào mót tiếc, cho xá chín đâu hả, thì chị Hà Liêu, bà bảo là bà nghèo quá không có cái gì cho anh em Bình á, bà rất là
nói chuyện rất là tình cảm. Bây giờ thì cũng chào bà rồi, mình nói tiếng Mông thôi. Cô chú bác thì một số cô chú bác chắc không hiểu được tiếng Mông nên là mình cũng chào bà thôi. Bây giờ anh em mình đi về, trời rất là nắng to, tôi hết mồ hôi. Bây giờ thì mình đi về nhà của một chú cũng ở trong cái xóm này á. Sau đó mình sẽ nghỉ ngơi ở đấy, rồi là mình sẽ đi xin phép khép cái video của cháu Bình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị trong những cái video tiếp theo của cháu Bình ạ. Bây giờ cháu Bình đi bộ nên là cháu Bình không quay được video nữa. Xin chào nhé, cháu Bình xin chào tất cả cô chú bác ạ.